Con có đọc qua một câu danh ngôn của Napoleon Bonaparte: tôn giáo là thứ ngăn cản người nghèo giết người giàu. Sư nhận xét gì về câu nói này? Có phải tồn tại của tôn giáo giúp cân bằng xã hội, phân chia lại của cải, một trung gian cánh tay giữa tầng lớp có của cải và tầng lớp không có của cải? Vì nếu không có tôn giáo thì ở giữa người giàu sẽ không bỏ tiền ra giúp đỡ xã hội, vì họ không nhận được lợi ích, và người nghèo cũng không hoan hỷ nhận giúp đỡ vì tâm lý người nghèo khi nhận hỗ trợ từ tôn giáo, xã hội vẫn tốt hơn nhận từ người giàu. Đó là lý do tại sao những tổ chức từ thiện xã hội vẫn không thay thế được những công tác từ thiện của tôn giáo, vì đó không có vì nó không có yếu tố tôn giáo bên trong. Cái câu gốc cái, đương nhiên là sư không có đọc từ tiếng Pháp, nhưng mà nó đây 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 là cái bản gốc ha, đây là cái bản gốc. Và cái ý nghĩa của cái câu đó là như thế này: tôi không thấy trong tôn giáo bằng chứng về bí ẩn của hiện thân, và mà là bí ẩn của trật tự xã hội. Tôn giáo liên kết thiên đường với ý tưởng bình đẳng, giúp người giàu không bị người nghèo tàn sát. Và quý vị nhớ giùm cho là cái tôn giáo mà xã hội châu Âu lúc bấy giờ nói tới đó là Thiên Chúa giáo, và một vài tôn giáo nhỏ lẻ không có Phật giáo. Và hình như là ngay cả trong cái chuyện mà thánh chiến thì cùng giỏi lắm là có cái Hồi giáo hả, có Hồi giáo trong đó. Tức là họ là cái tôn giáo và chủ trương về một cái vị Chúa trời hứa hẹn chịu khổ sẽ được phong thánh, và hứa hẹn là cầu sẽ được và nghe lời Chúa sẽ được lên thiên đàng. Nó khác hoàn toàn với Phật giáo nha. Và thậm chí ngay cả cái câu mà tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại cũng y chang như vậy. Khi đó cái tôn giáo mà họ thấy đó chỉ bao gồm Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, nhưng mà nó không có Phật giáo. Bởi vì những con người đó từ Napoleon cho đến những con người khác, khi họ có những tuyên bố như vậy, họ chưa bao giờ biết đến Phật giáo. Cho nên câu đó nó không có ý nghĩa gì nha. Cái tôn giáo vào cái khi mà không ngoài trừ Phật giáo đó, thì cái tôn giáo vào những cái thời kỳ đó, đó nó phục vụ lợi ích cho những cái nhà cầm quyền. Quý vị thấy những cái cuộc thánh chiến, nghe cho nó sang, cái bản chất của nó là xâm lược, và đội lốt tôn giáo. Và nó, nếu mà quý vị nghiên cứu lịch sử, thì nó chỉ phục vụ lợi ích của những nhà cầm quyền thôi, và họ dùng cái tôn giáo để phục vụ cho cái nhu cầu của họ, và đương nhiên họ không biết Phật giáo. Cho nên là quý vị nghĩ như thế này á, là nghĩ quá nhiều, gọi là tưởng tượng nhiều á, không có cần. Khi mà mình phân tích một cái câu mà chân lý á, thì mình cần lấy Phật pháp để mình phân tích. Nhưng mà một cái câu mà nó đã chật chìa đó
thì suy nghĩ là mình không có nên tốn thời gian ha,